khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ trong thời đại mới là nội dung chính của hội nghị trực tuyến do ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức sáng nay 25 tháng 3. Đồng chí Dương Đức Huy, ủy viên ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chính của hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến tới các tổ chức đoàn cơ sở trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Dương Đức Huy đã truyền đạt chuyên đề khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho giới trẻ Lào Cai hiện nay với những nội dung chính như tại sao thanh niên phải khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thực tế phong trào khởi nghiệp tại Lào Cai, định hướng nhiệm vụ và giải pháp để thanh niên Lào Cai khởi nghiệp. Cũng tại chương trình, đại diện lãnh đạo tỉnh Đoàn Lào Cai đã truyền đạt chuyên đề tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Lào Cai hiện nay. Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có thêm nhiều thông tin kiến thức cần thiết trong quá trình khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh tăng cường giáo dục truyền thống đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi lào cai trong thời kỳ mới